Vâng, ngày hôm qua thị trường của chúng ta là một cái phiên giảm điểm khá là mạnh Tuy chỉ có giảm 8 điểm thôi Nhưng cái thanh khoản của thị trường đâu đó nó lên tới gần 23.000 tỷ Khoảng tầm hơn 1 tỷ đô đúng không anh chị? Ở ngày hôm qua thì chắc chắn là những anh chị nào mà chúng ta FOMO Chúng ta đua vào những cái mã cổ phiếu tăng trần Ngày hôm qua thì chắc hẳn là đến cuối phiên thì anh chị cũng có một cái tâm lý rất là lo lắng À không biết là ngày mai thì thị trường nó như thế nào Cổ phiếu nó có rơi không hay là liệu mình có đu đỉnh hay không Đúng không ạ? Liệu mình có đu đỉnh hay không? Ví dụ như ngày hôm qua mà anh chị nào mà chúng ta đua vào những cái mã cổ phiếu như là CII Đúng không ạ? Ngày hôm qua có tăng gần trần hoặc là đến trần luôn Nhưng mà cuối phiên nó dội lại giảm khoảng tầm 3,57% cũng như là những cái mã cổ phiếu như là Vậy như là sale ngày hôm qua cũng tăng mạnh đầu phiên và sau đó cuối phiên bị dội lại như thế này đấy thế nên là anh chị có thể thấy được rằng là em cũng nhắc đi nhắc lại là cái điểm mua của chúng ta cực kỳ quan trọng cái quan trọng là cái điểm mua anh chị nhé quan trọng là cái điểm mua chúng ta mua đúng điểm thì cái đầu tiên là chúng ta đã lợi thế hơn người khác về giá đã cái thứ hai là uh, chẳng may mà thị trường nó có những cái rủi ro bất chợt thì chúng ta cũng sẽ là người có cái phần thiệt hại ít hơn, đúng không ạ? sẽ là những người có cái phần thiệt hại thi ít hơn đấy. thế nên là cái việc mua đúng điểm nó sẽ rất quan trọng anh chị nhá. đấy và uh, cuối phiên ngày hôm qua thì cũng có rất là nhiều anh chị nhà đầu tư có nhắn tin với em là uh, anh chị rất là lo lắng khi mà ngày hôm qua anh chị mua khá là nhiều cổ phiếu. thì liệu là những cái phiên tới hàng về thì thế nào hỏi em đúng không ạ? đấy thì em cũng có động viên và chia sẻ với anh chị rồi là với những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua trong suốt cái khoảng bắt đầu từ tháng tư thị trường đi xuống đúng không ạ bắt đầu từ bắt đầu từ giữa tháng tư cuối tháng năm thì thị trường đi lên thì chúng ta cũng trải qua rất là nhiều những cái phiên mà thị trường nó nó giảm mạnh như thế này rồi đấy mà ít nhất là giảm mạnh với cái thanh khoản nó lớn thì là một cái trường hợp mà chúng ta cũng gặp rất là nhiều chứ không phải là ít thì ở đây đúng không ạ ở đây trong cái khoảng thời gian này thì nó cũng sẽ thể hiện rõ nhất cái tâm lý cũng như là cái kỹ năng giao dịch của anh chị xem chúng ta có vững hay không đó thì anh chị thấy rồi đúng không ạ trong cái phiên ngày hôm qua chúng ta cũng đã có một cái video đó là thị trường cũ bô hay không và nếu thị trường rơi mạnh thì thị trường hồi nó sẽ mạnh nên là chúng ta hãy yên tâm đúng không hãy yên tâm và chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái kiểu rơi này của thị trường đúng không? bởi vì đây là cái trường hợp chúng ta cũng đã gặp rất nhiều rồi Chúng ta cũng gặp rất nhiều rồi kể cả trong cổ phiếu hay là trong thị trường Thì nó đều gần như là nó sẽ có một cái vận động tương tự nhau Đấy, thì hôm qua em cũng lấy ví dụ cho anh chị rồi Và cũng báo rất rõ cho anh chị ở trong cái phần nhận định thị trường Hôm qua thì em gửi nhận định thị trường khá là sớm Em gửi nhận định thị trường khá là sớm cho anh chị vào lúc khoảng tầm đêm hôm qua Đâu đó là khoảng tầm đây, khoảng tầm 11 giờ 17 ngày hôm qua Đó đây Phiên ngày mùng 8 tháng 6 thị trường tuy chỉ giảm 8 điểm nhưng rất nhiều mã cổ phiếu nó giảm tương đối nhiều. Sự hoảng loạn nó có diễn ra đúng không ạ? Thì và sau khi kết phiên thì đa phần các nhà đầu tư trên thị trường đều lo lắng và sợ hãi thị trường sập luôn. Tuy nhiên em đánh giá chưa có vấn đề gì quá lớn mặc dù phiên nay được coi là cái phiên phân phối đầu tiên của thị trường. Đấy, nhưng để thị trường sập luôn thì thường thị trường sẽ cần phải co giật cũng như quả bóng tennis vậy, đúng không ạ? Nó rơi xuống thì nó cũng cần nảy trở lại quỹ đạo ít nhất là nảy gần tới đỉnh và co giật sau đó tạo ra những cái phiên bull trap tiếp thì mới có thể phân phối được hết những cái lượng hàng mà dòng tiền nó đánh lên trong cái khoảng thời gian vừa qua đấy và đặc biệt là cái đợt phát động này đúng không ạ chúng ta còn có cái sự tham gia của những cái dòng tiền lớn tham gia vào những cái nhóm như là nhóm băng nhóm thép nhóm trứng nhóm dầu khí đấy. nên vận động của nhóm tiền lớn không thể ra nhanh vào nhanh như nhóm penny vậy nên là anh chị hãy yên tâm để chúng ta có thể là nắm giữ tiếp và chúng ta không cần hoảng loạn và bán ra trong cái phiên ngày hôm nay đúng không ạ thì đấy nó là cái cái phân tích rõ ràng để cho anh chị thấy được rằng là cái tâm lý cũng như là cái kỹ năng giao dịch của chúng ta nó không phải là quá 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 xoàng quá xoàng bởi vì ngày hôm qua chúng ta có tham gia những cổ phiếu như là liên việt sport bank đâu đó là ở cái vùng giá là 10 14.6 đến 14.8 thì anh chị có thể thấy được rằng là Tuy là nó rơi hai phiên đỏ như này, chúng ta bắt phiên thứ hai đúng không ạ? Anh chị có thể thấy được rằng là ngày hôm nay nó cũng hồi ngược trở lại cho chúng ta lãi luôn, đúng không ạ? Cho chúng ta lãi luôn. Đấy, hoặc là VIP đúng không ạ? Chúng ta tham gia đồ đó là cái vùng giá là 23.1 này. Đấy, ngày hôm nay nó cũng hồi ngược lại. Thì anh chị thấy không ạ? Cái điểm mua nó cực kỳ quan trọng, cái kỹ năng mua nó cũng cực kỳ quan trọng. Đấy, thì ngày hôm qua nếu mà anh chị nào mà chúng ta vội vàng, chúng ta hấp tấp, chúng ta mua VIP ở cái vùng giá trên. Đấy, hoặc là chúng ta mua là PB ở cái vùng giá trên mà chúng ta không mua những ở những cái điểm mà em điểm ở trong cái bản tin thì tất nhiên rồi, ngày hôm nay có khi là chúng ta lãi cũng nhẹ hơn đúng không ạ, cũng nhẹ nhàng hơn cũng ít hơn và nó còn gây ra cái sự nguy hiểm nữa đúng không? Em cũng lấy ví dụ rồi ở đầu video rồi, ví dụ là anh chị ngày hôm qua anh chị đu CI xem, em đảm bảo là chắc chắn là sẽ có những anh chị đu CI ngày hôm qua đu giá cao, đu giá cao Đấy, bởi vì là cứ thấy nó break đúng không ạ, cứ thấy nó break như này là vào mua đúng không ạ, nhưng mà không phải lúc nào nó cứ break là mua đâu, bởi vì cái thị trường sideways này anh chị nhá, cái đặc điểm của thị trường sideways này, mỗi khi mà cổ phiếu nó break lên khỏi cái vùng kháng cự ấy, thì là chúng ta cần phải dè chừng đấy, bởi vì nó rất dễ tạo đỉnh ở đó nhá, nó rất dễ tạo đỉnh ở đó chứ không phải là nó cứ break lên khỏi cái đỉnh mà 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 nó vừa tạo xong là chúng ta vào mua đâu, anh chị nhá thị trường sideways này anh chị cứ thủng cứ thấy thủng đáy là chúng ta không cần sợ đúng không ạ chúng ta chỉ sợ khi mà chúng ta mua cổ phiếu ở những cái phiên vượt đỉnh thôi đúng không ạ còn thủng đáy chúng ta không sợ bởi vì thường những cái phiên ở thủng đáy của cổ phiếu cũng như là thủng hỗ trợ của cổ phiếu ở trong cái môi trường sideways này ở trong cái trạng thái sideways này thì nó rất khó chết anh chị nhá bởi vì nó đang giao dịch trong một cái biên đi ngang rồi thì cứ hết cạnh dưới đúng không ạ đi xuống cạnh dưới nó lại nảy lên cạnh trên thôi nó không có vấn đề gì quá là là là, là to tát giống như cái thị trường đao chen mà chúng ta trải qua năm 2022 cả đấy và chúng ta cũng toàn mua ở những cái phiên đỏ đúng không ạ chứ đâu chúng ta có đu trần đu xanh đâu đúng không ạ nên là anh chị có thể thấy được rằng là cái cái phong cách đánh ở trong cái thời điểm này cũng như là cái kỹ năng và cái tâm lý giao dịch nó khá là quan trọng đấy nó khá là quan trọng để uh, em nói ở đây để ví dụ như anh chị nào mà chúng ta đang tìm kiếm một cái broker thì anh chị có thể phân biệt được hay là nhận biết được ở trong cái thời điểm này uh, broker nào là họ có năng lực thực sự và broker nào là họ chưa có năng lực đủ sâu để có thể uh, đồng hành cùng anh chị đấy thì anh chị có thể là nhìn thấy ngay đấy, ví dụ như là ngày hôm nay mà broker nào mà báo anh chị bán thì thôi đúng không ạ cũng rất là chia buồn với anh chị khi mà ngày hôm nay thị trường của chúng ta uh, đến cuối phiên đúng không ạ hai giờ mười nó đạp một cách dứt khoát cái cây này sau đầu nó kéo ngược trở lại Đấy, nó kéo ngược trở lại và nó có cái sự đồng hành của các mã cổ phiếu ngân hàng như là VIB, Techcombank đúng không ạ? Chứng khoán thì có VND, SSI đó và uh, thép thì chúng ta có Hòa Phát đấy cũng rút chân rất là tốt. Toàn những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền lớn tham gia vào đúng không ạ? thì cái việc mà chúng ta sợ nó sập ấy thì theo em đánh giá là nó sẽ rất là khó xảy ra trong cái thời điểm hiện tại đúng không ạ? Có chăng là nó điều chỉnh thôi nhưng mà nó sẽ rất, rất là khó trong cái thời điểm hiện tại. Thứ nhất là dòng tiền lớn nó vào những cái nhóm ngành lớn là cái đầu tiên. Cái thứ hai là ngày hôm qua tuy thị trường giảm 8 điểm với cái thanh khoản kỷ lục, nhưng rất ít mã cổ phiếu sản Đấy, nhưng rất ít mã cổ phiếu sản Vậy nên là uh, cái việc mà dòng tiền lớn họ bán hàng ra ấy, thì cổ phiếu nó sẽ sàn ngay, anh chị nhé. Nó sẽ sàn ngay. Đấy, nhưng thì nó thể hiện được rằng là đâu đó ngày hôm qua nó là một cái sự chốt lời của nhỏ lẻ, chốt lời của nhỏ lẻ, anh chị nhá và đội lái ngày hôm qua khả năng là họ cũng phải đỡ rất là tốt nếu không thị trường nó sẽ còn giảm sâu hơn nhiều đúng không ạ? Chúng ta có ngày hôm qua Vietcombank nó cân lại thị trường. Vietcombank ngày hôm qua nó tăng 3% nhé không thì thị trường của chúng ta nó phải giảm khoảng tầm mười mấy điểm chứ không phải là 8 điểm như ngày hôm qua anh chị ha. Đó. Nên là em cũng có căn dặn với anh chị ngày hôm qua, ngày hôm qua thì em cũng có phải gửi cái bản tin sớm cho anh chị đúng không ạ? để động viên anh chị làm ngày hôm nay không phải là một cái phiên bán mà nó lại là một cái phiên mua đấy các cổ phiếu chúng ta mua đều ở những cái vùng giá tốt mua khi đỏ thậm chí đỏ mạnh và sàn nên gần như thị trường chỉnh trong phiên này không ảnh hưởng gì đấy. giá kết phiên cũng chỉ loanh quanh vùng giá mua ở đây là điều mà anh chị có thể thấy rõ khắc, sự khác biệt với cách mua ở trên thị trường khi hương phấn đấy như cũng như em vừa chia sẻ đấy thì rất là nhiều người ngày hôm qua họ đu trần ngay từ sáng họ đu trần ngay từ sáng những cái mã cổ phiếu mà nó tăng trần Đấy, thì nếu phiên mai đấy, thị trường quán tính có đà quán tính chỉnh tiếp thì sẽ là điểm mua khá tốt theo phương pháp mua pullback kéo ngược chúng ta đã thành công rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua đúng không ạ như anh chị nào mà đồng hành cùng em thì có thể biết chúng ta có những cái mã cổ phiếu như là PSH đúng không ạ chúng ta mua ở những cái phiên sàn đấy SGR chúng ta mua ở những cái phiên sàn đây mua phiên này và bán phiên này đấy chiều về bán vẫn có lãi nhưng mà lãi nhẹ hơn Đấy, những con lãi mạnh hơn như là DTD đúng không ạ? Chúng ta mua ở những cái phiên này. Đúng không ạ? Chúng ta mua ở phiên những cái phiên mà nó giảm mạnh như này hoặc là những cái phiên này chúng ta cũng mua uh, à, DIG ngày xưa đúng không ạ? Đây, chúng ta mua ở những cái phiên nó, nó giảm như này. Đúng không ạ? Sao chúng ta chốt ở những cái phiên này? Đấy, nhìn bé như này thôi anh chị nhá. Nó cũng phải bằng một cây trần đấy, lợi nhuận đấy ạ. Đấy 9% đấy ạ, 7 đến 9% đấy. Đấy, thì cái cách mua của chúng ta ấy, nó hoàn toàn nó khác biệt so với với đa số là nhiều người người ta mua theo cái phương pháp break ở trong cái thời điểm hiện tại, đúng không nên là anh chị phải định hình được cái phong, cái phương pháp giao dịch trong cái giai đoạn này, anh chị nhé. và chúng ta đã mua rất nhiều trong thời gian qua với rất nhiều cổ phiếu như là uh, như là PSH hay là uh, DTD chúng ta vừa chia sẻ, đúng không ạ? và uh, chúng ta có thể để ý đến những cái cổ phiếu dự kiến mua ngày mai đó là DGC, Liên Việt Post Bank, GEX vnd và vib thì anh chị có thể thấy được rằng là uh, những cái mã cổ phiếu này nó có những cái điểm chung thứ nhất là những cái mã cổ phiếu thuộc dạng vừa và lớn ở thị trường cái thứ hai là những cái mã cổ phiếu này nó có cái dòng tiền lớn vào ở trong cái thời điểm vừa rồi đấy lấy ví dụ đầu tiên đúng không ạ là dgc đây ạ anh chị có thể thấy ngày hôm nay nó tăng trần đúng không ạ tăng trần thì ngày hôm qua thị trường giảm mạnh thế mà ngày hôm nay nó còn trần đầu tiên gần như là đầu tiên của thị trường sau những cái con dạng như là QCG này thì không nói nhá những con này thì không nói nhá đúng không ạ DGC anh chị có thể thấy nó trần đúng không ạ và nó xanh nó xanh đâu đó xanh mạnh vào khoảng tầm uh, gần 2 giờ chiều đấy và cả phiên nó cũng giao dịch giá xanh nhá cả phiên nó cũng giao dịch giá xanh đấy thì những cái mã cổ phiếu này chúng ta ta ghét anh chị có thể thấy là nó có một cái nội tại dòng tiền ở thời điểm hiện tại rất là tốt khi mà đã có cái khoảng thời gian tích lũy rất dài và dòng tiền bắt đầu đánh lên từ ngày 30 tháng 5 đúng không ạ? Ngày hôm qua là một cái phiên điều chỉnh của DGC thì nếu anh chị nào mà mua hôm qua chúng ta sẽ có lợi thế về T, còn nếu mà mua ngày hôm nay vẫn ok thôi. Đấy, nhưng mà chẳng qua chúng ta chậm T hơn một chút, em đánh giá vẫn ok nếu anh chị nào mà chúng ta kịp mua DGC. Đấy. Thì anh chị có thể thấy được rằng là cái cái lựa chọn cổ phiếu trong giai đoạn này nó cũng cực kỳ quan trọng nhá. Và ngày hôm nay là một cái phiên mua chứ không phải là một cái phiên bán. Đấy ngày hôm nay là một cái phiên mua chứ không phải một cái phiên bán ngày hôm nay cũng có một bạn bạn hỏi em từ sáng đúng không là ngày hôm nay có phải là một cái phiên bán hay không đó đây đây có một bạn bạn hỏi em lúc sáng là đây bạn ấy cũng đang cầm CIG đúng không CIG là em cũng có khuyến nghị cho anh chị và hiện tại nó vẫn đang đi ngang thôi Đấy nó vẫn đang đi ngang thôi chứ nó chưa bật và vẫn đang chờ bật để bán. Đấy thì em bảo ngay là điểm bán là ngày hôm ngày hôm kia và sáng qua, nay là phiên mua không phải phiên bán, bán phiên này là hơi sai, đúng không ạ? Thế anh chị có thể thấy được rằng là cuối phiên nay thị trường nó trả lời cho chúng ta rồi đấy. Đúng không ạ? Nó trả lời cho chúng ta rồi. Đó, Thế anh chị có thể thấy nhá. Nếu mà anh chị hay xem video của em ấy, thì anh chị có thể nhận ra được một điều rằng là em đã em đã khuyến nghị anh chị con DGC này từ cái phiên ngày hôm qua đây anh chị có thể xem lại video này đó ở cái đoạn chính cái đoạn này 12 phút 05 nhá Đấy, trong ngày mai thì đây nhá có con này em báo công khai với anh chị luôn đúng không ạ là con DGC Đấy, DGC ngày mai mà nó chỉnh đâu đó về vùng 5, 55, 56 thì Chúng ta có thể là mua bình thường Anh chị nhá, có thể là Đó, thì hôm qua em cũng đã tìm ra con này Và em báo với anh chị luôn đúng không? Nhưng mà rất tiếc ngày hôm nay nó không chỉnh về cái vùng giá của chúng ta mua, đấy, thế nên là chắc hẳn là cũng không có quá nhiều anh chị mua được con này, đấy. Nhưng mà uh, chúng ta có những cái sự lựa chọn tốt ở khi mà thị trường hoảng loạn như này, thì chắc hẳn là chúng ta đã khác biệt so với đám đông rồi. Nên là anh chị hãy yên tâm nhá, hãy yên tâm ở trong những cái giai đoạn sắp tới, kể cả chúng ta cũng lựa chọn cổ phiếu, có lựa chọn cổ phiếu để mua đi nữa, thì chúng ta cũng có những cái lý do, đúng không ạ? Cũng như là có những cái cái luận điểm để đầu tư vào cổ phiếu và nó cái kết quả thì anh chị thấy rồi đúng không ạ Ngày hôm nay DGC tăng trần đúng không ạ Chúng ta có gì ạ Chúng ta có những cái mã sáng nay như là Kể cả Liên Việt Postbank đúng không ạ Cũng vừa mở cho anh chị rồi Đấy Cũng tăng rất tốt đúng không ạ Cũng tăng rất tốt Có GEX đúng không ạ Một cổ phiếu nó đang trong chen rất mạnh như này Thì nó giảm một phiên như này Nó chưa để thể nào mà nó chết được Đúng không ạ Nó chưa nào nó chết được Cái này chúng ta đã nói quá nhiều rồi Đúng không ạ Cái này chúng ta đã nói quá nhiều rồi Nên là anh chị hãy xem lại những cái video hoặc là anh chị chăm xem video của em thì anh chị hãy ghi hãy nốt lại những cái ý đó đúng không ạ một cổ phiếu mà nó tích lũy lâu rồi nó có dòng tiền đánh lên như này thì một phiên bán trông khủng khiếp như này thực ra nó chưa hề hấn gì cả anh chị nhé nó chưa hề hấn gì cả nó cần phải co giật chán và có khi nó còn đánh vượt đỉnh tiếp nhá nên là anh chị đừng lo khi mà anh chị mua uh, những cái mã cổ phiếu dạng như này đúng không ạ chúng ta còn có vnd đúng không ạ đây là cũng thế, sáng nay anh chị mua thì anh chị hoàn toàn là có lãi ở trong phiên rồi, mà hiện tại dòng tiền nó vẫn đang mạnh, đấy, nó vẫn đang mạnh nhá, nó vẫn đang mạnh chứ không phải là nó yếu, đấy, rất rất là nhiều anh em ngày hôm qua của em thì cũng có cầm VND và các anh ấy cũng không bán, các anh không bán, các anh bảo bán là mất hàng, đấy, thế nên là ngày hôm nay anh chị có thấy được mặc dù nhá, mặc dù ngày hôm qua VD bị bán với thanh khoản lớn này nhá, đúng không? nhưng mà ngày hôm nay nó lập tức nó bật ngược trở lại, tức là nó có một cái sức mạnh của dòng tiền chứ nó không giống như những cái mã cổ phiếu dạng như là ví dụ chúng ta có đích này đúng không ạ đây đấy nó đi ngang rất lâu đúng không ạ nó đi ngang rất lâu như này và nó không có cái phiên nào nó bật cả đấy thì nó yếu hơn rất là nhiều so với một cái con mà nó mà nó lại tăng mạnh như này đúng không ạ nó đi ngang lâu và nó tăng mạnh như này đấy như con đây đây g này anh chị thấy không ạ nó đi ngang rất lâu nó, nó giống như bọn đầu tư công ở cái giai đoạn vừa rồi ấy đây anh chị này nó đánh lên này sau đó nó cứ đi ngang rất lâu này, sau đầu nó mới có thể nó nó phóng thêm một cái nhịp nữa. Thì anh chị cũng có thể thấy này, DG này nó đánh lên một đoạn rồi này, đúng không ạ? Nó đánh lên một đoạn và bây giờ nó cũng trạng thái nó cũng gần như là tương tự. Nhóm đầu tư công. Đó, đất xanh này. Đấy, cũng đi ngang rất lâu, nó tương tự nhau mà, bởi vì bọn này nó đã đánh lên rồi và hiện tại nó cần tích lũy trở lại để nó có thể nó đánh lên. Anh chị nhá. Và tích lũy thì nó sẽ cần tích lũy với cái thanh khoản nó nhỏ lại đó, thế nên là cái giai đoạn sắp tới khi mà thị trường của chúng ta ấy, mà đã hồi phục như này rồi ấy, mà nếu mà khỏe nữa thì thị trường sẽ tiến lại được cái vùng bên trên, tức là cái vùng khoảng tầm 1124 này anh chị nhá. Đấy, thì sang tuần đầu tuần sau nếu mà thị trường của chúng ta tiếp tục hưng phấn ấy, thì đó sẽ là cái cơ hội để chúng ta uh, cơ cấu danh mục và chốt lời những cái mã cổ phiếu chúng ta mua ở cái đợt vừa rồi anh chị nhá. Và để mua mới ở trong những cái đợt tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ cần thị trường của chúng ta nó có cái dấu hiệu là điều chỉnh. Đấy, nó có cái dấu hiệu điều chỉnh thì chúng ta mới mua được anh chị nhá. À, anh chị có thể thấy là cái phiên hôm nay nó cũng khá là giống cái phiên ngày mùng 5 tháng 4 này đúng không ạ? Sau khi thị trường có một cái nhịp tăng như này. Đó. Và sau cái nhịp tăng này thì thị trường nó cũng có một phiên điều chỉnh. Đấy, nó cũng có một cái phiên điều chỉnh sau đó nó lại có một cái phiên rút chân như này nữa. Thì sau đó nó lại tiếp tục nó điều chỉnh và nó rơi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng không loại trừ cái điều đấy anh chị nhá, không loại trừ cái điều đấy và cái quan trọng nhất là chúng ta chờ đợi thị trường nó kể cho chúng ta câu chuyện như thế nào bọn nó có thông tin gì mới trong cuối tuần này hay không về cả trong nước lẫn quốc tế hoặc là những cái nhóm ngành nào mà nó chưa chạy thì cuối tuần này nó có những cái thông tin tích cực nào không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhá sẽ cùng chờ đợi thì chúng ta mới có thể là biết được và có một cái nhóm ngành mà anh chị có thể để ý được anh chị nhá trong cái thời gian sắp tới là nhóm ngành bán lẻ anh chị nhá nhóm ngành bán lẻ thì tại sao em lại nhắc anh chị để ý đến nhóm ngành bán lẻ này Thứ nhất là trong cái đợt vừa rồi ấy, Nhóm ngành bán lẻ nó chưa tăng quá mạnh Nó chưa tăng quá mạnh Ví dụ như con DGW Đây anh chị có thấy được rằng là uh, Trong suốt khoảng thời gian uh, vừa rồi uh, Con DGW này nó tích lũy đúng không ạ Và nó tích lũy với cái thanh khoản thấp Và hiện tại nó cũng mới chỉ đánh lên thôi Nó mới chỉ đánh lên thôi Và hiện tại nó đang trong cái quá trình xử lý cản nhá, Nó đang trong cái quá trình xử lý cái vùng cản Và nó đang đi lên cái vùng cản giá 39.5 này đó thì uh, con này nó cũng có mới có cái dòng tiền vào rất là mạnh ngày 30 tháng uh, ngày 30 tháng 5 và sau đó nó tiếp tục nó đánh lên đúng không ạ? Uh, trên đường đánh lên thì anh chị có thể thấy là những cái phiên bán nó ít hơn những cái phiên mua và cái dòng tiền nó vẫn uh, quay vòng rất là đều ở trong cái cổ phiếu này để nó đánh cổ phiếu lên. Vậy hiện tại nó vẫn đang đi ngang năm phiên giữ giá ở đây đúng không ạ? Đi ngang năm phiên giữ giá ở đây và cái thanh khoản của nó đang ít dần. Đấy, thanh khoản của nó đang ít dần thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là những cái mã cổ phiếu này nó xử lý vùng cản như thế nào đấy có những cái phiên rung rũ hay không thì lúc đấy chúng ta sẽ để mua đấy còn hiện tại là chúng ta chú ý đến những cái mã cổ phiếu này thôi nhá anh chị nhá và những cái mã cổ phiếu này nó cũng chưa có cái nhịp chạy mạnh trong suốt đợt vừa rồi và uh, em đánh giá đây là cái vùng đáy của nhóm cổ phiếu bán lẻ nhất là những cái con như là DGVK hoặc là mwg nhá đây anh chị thấy không ạ mwg nó còn rõ ràng hơn nữa khi mà tích lũy một khoảng thời gian đâu đó từ 25 tháng 4 đến hiện tại là khoảng tầm uh, đâu đó đâu từ 27 tháng 4 đúng không ạ cho đến hiện tại bây giờ nó là hơn một tháng hơn một tháng rồi đúng không ạ hơn một tháng tháng rưỡi rồi và nó bắt đầu có cái sự đánh lên của dòng tiền vào cái phiên ngày 30 tháng 5 đấy đánh lên với thanh khoản cao điều chỉnh với thanh khoản thấp và tiếp tục đánh lên với cái thanh khoản cao dần hiện tại đang xử lý vùng cản đấy. hiện tại đang xử lý vùng cản anh chị nhé Nó đang xử lý cản thì cứ để nó xử lý đi Đúng không ạ? Đấy, thì nó cứ đi ngang như này thì chúng ta cứ đợi nó xử lý đi. Đấy. Và chúng ta sẽ chú ý đến nó trong giai đoạn sắp tới. Nếu những cái con này nó có điểm mua ấy, thì em sẽ báo cho anh chị trong nhóm khách hàng anh chị nhá. Đấy, em sẽ báo cho anh chị trong nhóm khách hàng. Và em cũng có một cái nhóm khách hàng ở đây thì anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia vào nhóm khách hàng này ấy, anh chị hãy làm theo ba cách. Cách thứ nhất là mở tài khoản VPS gắn ID L358 của em Minh. Đấy. Và cách thứ hai là anh chị có có thể là nếu mà có tài khoản VPS rồi thì anh chị hãy uh, chuyển ID quản lý sang ID l 358 và cách thứ ba là nếu anh chị nào mà chúng ta đang giao dịch ở công ty chứng khoán khác thì anh chị có thể là đóng phí vào uh, đóng phí hội, hội viên vào nhóm anh chị nhá đấy thì anh chị trong nhóm khách hàng sẽ có những cái điểm mua trước của những cái mã cổ phiếu như này đấy thì anh chị thấy không ạ khi mà cổ phiếu có dòng tiền vào đánh lên ý, thì nếu mà nó vào một hai phiên thì không nói Đúng không ạ? nó vào một hai phiên như cái dạng uh, đầu tháng tư này thì chúng ta không nói nhưng mà đây nó vào khoảng tầm bốn năm phiên rồi đấy dòng tiền tự nhiên vào cổ phiếu thì nó phải có lý do đúng không ạ dòng tiền tự nhiên vào cổ phiếu để nó để nó làm gì để nó đánh lên chứ làm gì đúng không ạ đấy. nên làm những cái dư địa của những cái mã cổ phiếu uh, nhóm ngành bán lẻ này em đánh giá là sẽ nhiều anh chị nhá sẽ còn nhiều đấy ít nhất là nó kéo đến những cái vùng kháng cự cũ thì anh chị chúng ta chú ý đến những cái mã cổ phiếu nhóm ngành bán lẻ này để trong cái thời gian tới nếu mà nó có điểm mua thì chúng ta sẽ mua những cái mã cổ phiếu này anh chị nhá đấy thì đấy là những cái tổng hợp trong tuần vừa rồi của chúng ta thị trường tăng mạnh và điều chỉnh một phiên dung rũ ngày mùng 8 tháng 6 cũng có thể coi là một cái phiên phân phối đầu tiên của thị trường đấy cái thứ hai là dòng tiền vào những cái mã, những cái nhóm cổ phiếu lớn như là banh chứng thép dầu khí thì cái việc ra nhanh vào nhanh của dòng tiền lớn này nó sẽ không thể nào nó nhanh bằng cái dòng penny mà cái đợt vừa rồi chúng ta tham gia được đúng không ạ nó sẽ phải mất nhiều thời gian nên là cái việc thị trường nó có sập luôn bây giờ em đánh giá nó là uh, cái phần trăm nó là thấp anh chị nhá phần trăm nó là thấp và cái thứ ba đó là những cái nhóm ngành chúng ta để ý trong cái thời gian tới những cái nhóm ngành ở chân sóng đó là nhóm ngành bán lẻ đấy thì anh chị để ý nhóm ngành bán lẻ giúp em nhá và uh, cái chiến lược giao dịch của tuần sau là gì là những cái mã cổ phiếu chúng ta cầm nắm và có lãi uh, trong những cái phiên tuần sau thì chúng ta sẽ canh cơ cấu ra chốt lãi hoặc là cổ phiếu nào lỗ nhẹ thì anh chị hãy cắt đi nhé, hãy cắt đi. Bởi vì trong uh, trong cái lúc mà thị trường đi ngang sideways và đánh khó như này ấy, thì cái tỷ lệ khuyến nghị ví dụ 10 mã ấy, thì đúng 7 mã thì nó cũng là cái chuyện bình thường thôi anh chị nhá. Bởi vì chúng ta cũng không phải là thần thánh đúng không ạ? Chúng ta không phải là thần thánh mà phải phím 10 mã là đúng 10 mã được. Tất nhiên nó sẽ phải có cái đúng cái sai nhưng mà xác suất của cha, chúng ta đúng nhiều hơn thì nó uh, thì nó sẽ ok hơn. Đó. Và anh chị hạn chế tham gia mua mới những cái mã cổ phiếu nhỏ có thanh khoản nhỏ hoặc là mã cổ phiếu penny anh nhá bởi vì là dòng tiền nó bắt đầu chảy vào những cái nhóm ngành lớn rồi nó không còn ở penny quá nhiều đâu nên anh chị đừng ham hố mà chơi penny nữa anh chị ha đó anh đấy là cái chiến lược giao dịch tuần sau của chúng ta thì anh chị hãy ghi nhớ và nốt lại anh chị nhá đó ok đấy thì tổng hợp lại thị trường có những cái điều như vậy để em muốn nhắn nhỉ nhắn nhủ với anh chị vào trong cái phiên giao dịch cuối tuần này để cho anh chị chúng ta có một cuối tuần nghỉ ngơi thong thả và vui vẻ ở bên gia đình và người thân. Đấy, anh chị nhớ ấn like và đăng ký cũng như là bấm nút chuông thông báo để có thể xem video của em mình một cách sớm nhất, anh chị ha. Đấy, thì ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần rồi, thì cũng uh, anh chị cũng nghỉ ngơi anh chị nhá. Cuối tuần là một phiên thứ sáu này là một cái phiên khá là tốt rồi, đúng không ạ? Nó kéo lại hết những cái lo sợ của chúng ta trong cái phiên ngày hôm qua. Đấy. Ok, thì xin chào tạm biệt anh chị, bye bye.